Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cùng nhau suy niệm lời Chúa Chúa Nhật thứ ba thường niên năm B. Giờ đây xin mời anh chị em đứng. Nhân danh cha và con và thanh thần. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilea rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa. Người nói: Thời giờ đã mãn và nước thiên chúa đã gần đến. Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào phúc âm. Đang lúc đi dọc theo bờ biển Galilea, người thấy Simon và anh ông là André đang thả lưới xuống biển, vì các ông là những người đánh cá. Chúa Giêsu bảo các ông hãy theo ta, ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ trải lưới người. Lập tức các ông bỏ lưới theo người đi xa hơn một chút nữa, người thấy gia cô bê con ông gbd và em là doan đang xếp lưới trong thuyền. người liền gọi các ông, hai ông bỏ cha là gbd ở lại trên thuyền cùng với các người làm công và đi theo người anh chị em rất thân mến. vào năm 720 trước công nguyên Vương quốc Israel ở phương Bắc bị đế quốc Assyria xâm chiếm. Còn vương quốc Juda ở phương Nam thì bị các đạo quân xâm lăng Babylon hủy diệt vào năm 586 trước công nguyên. Dân do Thái hầu như bị loại bỏ khỏi mặt đất này. Người Do Thái lúc đó sống trong cảnh tụi nhục cùng cực và hoàn toàn tuyệt vọng. Niềm tin vào Thiên Chúa đã, giải thoát họ khỏi ách nô lệ Ai Cập. Giờ đây đang đứng trước một thử thách lớn lạc. Nhất là khi họ chứng kiến cạnh ngôi đền Jerusalem bị tàn phá và dân chúng bị lưu đày sang Babylon. Các nhà tiên tri giải thích rằng đây là một hình phạt về tội bất trung của người Do Thái đối với giao ước. Không phải là Thiên Chúa bỏ rơi dân người, nhưng chính là người dân Do Thái đã bỏ Thiên Chúa. Khi họ tìm sự nương tựa nơi các thế lực ngoại bang và ngay cả công việc thờ phượng của họ dường như cũng chỉ mang tính chất hình thức trống rộng thế nhưng trong hoàn cảnh tuyệt vọng này, các tiên tri vẫn nhắc nhở dân Do Thái hãy bình tâm tín thác vào Thiên Chúa, vì người là một Thiên Chúa tín trung, ngài chính là đã tạm để cho dân chúng tin cậy. Và với sự đỡ nâng và khích lệ của các tiên tri, họ hướng lòng về tình thương của Thiên Chúa với mong muốn một tương lai mới sẽ xuất hiện ở trong sự vinh quang niềm hy vọng họ tin chắc rằng Thiên Chúa sẽ khôi phục vương quốc Israel. Và quả thật, trong tâm tư của từng người Do Thái, họ đều mong muốn cho đất nước họ được phục hồi và vương quốc của họ được thực sự trở thành phồn vinh như thời đại David và Solomon. Là thời kỳ huy hoàng nhất trong lịch sử Israel. Nó là vĩnh viễn Một hoài niệm đầy tự hào Của dân Do Thái Suốt mấy ngàn năm Và đó cũng là điều họ đặt vào Hy vọng Vào Đức Giêsu khi người xuất hiện Họ vui mừng Khi Đức Kitô nói đến Nước Thiên Chúa sắp đến bởi vì họ tin rằng Đức Giêsu là Đấng Messiah được Thiên Chúa sai đến và như vậy Họ có quyền cậy trông và tin tưởng ở nơi Đức Kitô sẽ khôi phục lại vương quốc Israel. Nhưng thưa anh chị em, họ thực sự hoàn toàn thất vọng bởi vì nước Thiên Chúa mà Đức Kitô loan báo không phải là điều mà họ mong đợi. Vâng, thưa anh chị em. Nước Thiên Chúa là nội dung chiếm một chỗ đứng quan trọng trong công việc loan báo tin mừng của Đức Giêsu. Vậy thì nước Thiên Chúa đó là gì? Thưa anh chị em. Đó là gì để rồi dân Do Thái phải thất vọng? Thưa, nước Thiên Chúa là một thực tại huyền nhiệm mà chỉ có Chúa Giêsu mới chỉ cho biết đích thật về bản chất của nước ấy. Vì thế để hiểu được nước Thiên Chúa là gì, chúng ta được mời gọi quan chiêm đến một con người đó chính là đức giê kitô và học hỏi sứ vụ của người để chúng ta có thể khám phá ra về nước thiên chúa trước tiên qua mạc khải được tỏ bày trong sách phúc âm chúng ta chiêm quan được dung mạo của chúa giê -xu. không ai thấy thiên chúa bao giờ nhưng con một là thiên chúa và là đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha chính người tỏ cho chúng ta biết về Thiên Chúa. Với lời mặc khải này, Chúa Giêsu đã minh định rằng người là con Thiên Chúa. Người đến để cho nhân loại nhận biết về cha đấng đầy yêu thương. Và nói như Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đây là điểm mấu chốt để chúng ta thực sự hiểu được gương mặt của Đức Giêsu. Tất cả lời nói, hành động, khổ đau và vinh quang của Chúa Giêsu được trình thuật đều phát xuất từ nền tảng này. Nếu bỏ qua điểm này, thưa anh chị em, người ta chỉ thoáng thấy gương mặt Đức Giêsu và cuối cùng sẽ chẳng hiểu gì cả. Như vậy, Đức Giêsu không ai khác là con của Thiên Chúa và Ngài hiện diện trong trần gian này với thân xác của con người để nhờ đó chúng ta thuộc về Thiên Chúa và Thiên Chúa thuộc về chúng ta. Anh chị em thân mến. Với cái nhìn này hé mở cho chúng ta về mầu nhiệm nước Thiên Chúa Giáo phụ Origenes đã coi nước Thiên Chúa trong con người của Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu chính là nước Thiên Chúa. Nước này không là một đối tượng để quy định ranh giới, không là một không gian quyền lực như các quốc gia trên thế giới. Đó là một con người. Thưa anh chị em, đó là một con người Đức Giêsu Kitô. Người chính là nước Thiên Chúa. Vâng. Đức Giêsu đến trần gian để lập lại trật tự công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Một công trình toàn mỹ trong một trật tự toàn hảo. Thiên Chúa thấy mọi sự Ngài làm ra quả là tốt đẹp. Thiên Chúa đã đặt để trong công trình của Ngài một trật tự toàn hảo trong mối tương quan bạn hữu giữa Thiên Chúa với con người. Qua việc người cho con người giữ phần vào việc quản trị công trình Ngài đã làm ra. Ngài mời gọi con người đi vào trong cuộc sống của Ngài để chia sẻ vinh quang với Ngài. Ngài chỉ yêu cầu con người thể hiện tình yêu thương bạn hữu này qua việc tuân giữ lệnh truyền của Ngài. Qua đó con người sẽ đạt tới hạnh phúc Và sẽ cùng Ngài chia sẻ vinh quang Đó cũng chính là cứu cánh tối hậu Của công trình tạo dựng Thế nhưng thưa anh chị em Con người vì đã nghe lời dụ dỗ của ma quỷ Để rồi làm gãy đổ trật tự tạo thành Con người không còn được ở lại Trong tình bạn hữu với Thiên Chúa và sự sợ hãi đã làm chủ lấy con người Làm cho con người phải trốn tránh Thiên Chúa Và xa dần với cùng đích của công trình tạo thành Thưa anh chị em Thiên Chúa là đấng trung tình Và vì vậy Ngài không để cho công trình tạo thành của Ngài ra hư vong Vì thế Ngài đã gửi con Ngài xuống trần gian Vâng Đức Kitô đến trần gian là để khôi phục lại trật tự công trình tạo dựng. Đó là quy tụ muôn người về với cội nguồn của sự sống để mọi người không còn phải sống trong nỗi sợ hãi nhưng được hân hoan trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa thưa anh chị em. Vì thế nước Thiên Chúa chính là sự quy tụ một sự quy tụ trong con người của Đức Giêsu Kitô để ai tin vào người sẽ không bao giờ phải chết. Vì thế nước thiên chúa một cách nào đó đang ngự trị một cách thẳm sâu trong nội tâm từng người chúng ta, của con người, của những con người đang nỗ lực tìm đến chân thiện mỹ để có thể nói như Origines, ai khẩn cầu cho nước thiên chúa mau đến thực sự là cầu nguyện cho nước thiên chúa nước đó họ đang mang ngay chính trong tâm hồn của mình và họ cầu nguyện để cho nước này mang lại hoa trái và đạt tới sự viên mãn và nước thiên chúa ngự trị trong con người thánh thiện vì thế nếu chúng ta muốn thiên chúa hay muốn cho vương quốc của ngài ngự trị trong chúng ta thì không thể để cho tội lỗi thống trị trong thân xác hay chết của chúng ta. Bây giờ Thiên Chúa sẽ đem lại hạnh phúc cho chúng ta như trong một địa đàng tinh thần và chị mình ngài ngự trị trong chúng ta cùng với Đức Kitô. Thưa anh chị em, đó là lý do mà Chúa Giêsu kêu gọi hãy ăn năn sám hối vì nước Thiên Chúa đã đến gần. Vâng chúng ta muốn bước vào nước thiên chúa hay nói cách khác chúng ta muốn dự phần vào hạnh phúc của thiên chúa không gì khác chúng ta phải biến chúng ta trở thành nôi nơi trốn để cho thiên chúa ngự trị và khi thiên chúa ngự trị trong chúng ta thì cũng có nghĩa là nước thiên chúa đang hiện diện ở trong chúng ta vì thế Lời mời gọi của Chúa Giêsu cũng là lời mời gọi từng người chúng ta phải ra nỗ lực trang hoàng con người của chúng ta bằng các nhân đức hầu có thể trở nên cung thánh cho Thiên Chúa ngự trị. Anh chị em thân mến, ở giữa một thế giới đầy tục hóa hôm nay, có lẽ nhiều lúc chúng ta cũng đáng để cho mình bị lôi cuốn vào những quyến rũ của trần thế và đang sống xa dần với thực tại của đức tin. Ngày hôm nay, với những quyến rũ của thế trần, vào ngày chủ nhật hỏi còn bao nhiêu người đến nhà thờ ở tại các cái nước được gọi là cội nguồn của đức tin? Do đó, thưa anh chị em. Lời mời gọi của tin mừng là hãy ăn năn sám hối. Đó là lời thúc bách chúng ta luôn nỗ lực thánh hóa cuộc đời bằng những giây phút hồi tâm quay gót trở về với tin mừng. Về với sự gặp gỡ với cùng với Đức Kitô qua thánh thể Người. Để nhờ đó, chúng ta bước vào cuộc sống nước Thiên Chúa. Nước đó đang ở ngay trên riêng thế này qua từng con người chúng ta, những con người đang khao khát được dự phần vào sự sống với Đức Kitô, những con người đang còn khao khát được mong muốn tham dự vào cuộc sống hạnh phúc với Thiên Chúa. Hãy dọn tâm hồn của mình. Hãy biến thân xác của chúng ta thực sự trở thành đền thờ của Thiên Chúa. Và khi Thiên Chúa hiện trị ở trong từng người chúng ta thì điều đó cũng có nghĩa là chúng ta đang còn sẻ chia cuộc sống của nước trời. Ước mong sao từng người chúng ta phải là dấu chỉ của sự hiện diện nước trời trên trần gian này bằng cách chúng ta trung tín với đời sống đức tin của chúng ta. Amen.